Mời bạn đến với podcast Thì Thầm ngày hôm nay với chủ đề Sai lầm trong sex, đàn ông mù kiến thức về cực khoái. Đây là podcast tiền phong được đọc bởi AI. Giáo sư, bác sĩ Harry Fischer, giảng viên Weill Cornell Medical School cho rằng thiếu thỏa mãn từ sex có thể là lỗi từ quan niệm phổ biến. Thời gian càng dài, sex càng tuyệt vời. Trái giới thời gian kéo dài nhiều chục phút như phim 18 cộng quảng bá. Nghiên cứu tiến hành năm 2005 với sự tham gia của 500 cặp vợ chồng trên toàn thế giới cho thấy một cuộc yêu trung bình kéo dài vỏn vẹn 5,4 phút. Theo nghiên cứu 2008, đa số chuyên gia tình dục nhất trí, thời gian hòa nhập mong ước kéo dài từ 7 đến 13 phút. Ao ước chất lượng, không phải thời gian. Các chuyên gia có cảm giác đông đảo mày trâu bị áp lực lớn về bản lĩnh đàn ông và kiên trì phấn đấu kéo dài thời gian đưa đẩy. Tiếc rằng thực tế người đẹp ao ước chất lượng, không phải thời lượng. Thời gian quá lâu thường chỉ làm đau đớn cô bé. Nó gây khô cạn âm đạo và trầy sức màng niêm mạc. Chính vì lý do này, đa số chị em không có cực khoái. Nhiều phu quân tin tưởng quan niệm nhầm lẫn rằng thao tác mạnh mẽ kéo dài là chìa khóa mở ra cực khoái phu nhân. Giáo sư Larry Mean, Đại học Florida, chuyên gia tâm lý học tình dục dẫn giải. Đó là sai lầm số 1 liên quan đến sex mỹ mãn. Nghiên cứu công bố trên Journal of Sex và Marisol Therapy 2017 xác nhận tính chính xác bình luận của giáo sư Mean. Chỉ 18% phụ nữ thừa nhận bản thân thụ hưởng cực khoái từ riêng công đoạn hòa nhập. Đa số còn lại khẳng định kích thích điểm C clitoris là thao tác cần thiết hoặc làm cho cực khoái tuyệt vời hơn. Mù kiến thức về cực khoái. Cơ chế cực khoái đàn ông quá đơn giản, đối tượng hưng phấn, cử chỉ vuốt ve, động chạm đối tác hoặc hành vi âu yếm khác. Sau đó khi dụng cụ đã dương tới tột đỉnh không thể quay lại, xuất hiện sự oà khóc, tất cả chỉ có vậy. Trong khi cực khoái phải đẹp vô cùng phức tạp và bí hiểm. Trước tiên người đẹp phải cảm thấy thật sự thoải mái với đối tác, sau đó nàng sực nhớ. Không biết đã rút bàn là quần áo ra khỏi công tắc điện và chàng đã cho mèo cưng ăn bữa tối. Sau đó tiếp tục cùng chàng vuốt ve, máu dồn cấp tập về những bộ phận thích hợp, song đường đến mục tiêu vẫn còn xa vời. Thao tác động chạm của mày trâu buộc phải hợp chuẩn, không quá mạnh, không quá yếu, dứt khoát theo nhịp điệu nàng ưa thích. Bạn tưởng mọi chuyện đã suôn sẻ, tin chắc đã cần chạm đến thiên đường, sai bét. Nghiên cứu công bố trên tạp chí chuyên ngành Journal of Sexual Medicine chứng tỏ rất nhiều mày trâu không nhận biết thời điểm bạn tình cận kề cực khoái. Nghiên cứu trắc nghiệm nhóm đại diện 1.700 cặp vợ chồng trẻ cho kết quả 43% mày trâu giải mã sai tín hiệu cực khoái nữ đối tác. Tình trạng đàn ông thiếu kiến thức về phản ứng cơ thể nữ đối tác trong thực hành sex gây bất ngờ với nhiều chuyên gia. Tiến sĩ Nathan Linhart, Đại học Toronto, chủ nhiệm công trình nghiên cứu chia sẻ, tỷ lệ cao mày trâu giải mã sai tín hiệu cực khoái nữ đối tác chứng tỏ đàn ông mù kiến thức về cực khoái nữ là vấn đề rất phổ biến. Biết lơ mơ về động chạm, không chỉ thiếu kiến thức về cực khoái của bạn tình, mày trâu còn lơ mơ về kỹ năng âu yếm, vuốt ve. Trong chiến dịch thăm dò qua phỏng vấn có sự tham gia của 1.000 phụ quân do hãng sản xuất đồ chơi sex Kenny thực hiện, với câu hỏi lần cuối thực hiện tình yêu kiểu Pháp, vợ bạn có cực khoái? 57% mày trâu trả lời có, nhưng khi được hỏi nàng thích tiết mục nào nhất, 59% trả lời không biết chính xác và 67% thậm chí trả lời nàng thích tất cả. Nghiên cứu gần đây công bố trên Journal of Sexual Medicine chứng minh với phụ nữ toàn thế giới, để có sex mỹ mãn, quan trọng nhất là 3 yếu tố: tình yêu chân thành, quan hệ thân mật và cảm giác bản thân được ngưỡng mộ. Điều đó có nghĩa, chỉ một khi hội tụ đủ 3 yếu tố đã kể, cơ chế phức tạp chấp nhận và đáp ứng thực hành sex của người đẹp mới bắt đầu khởi động. Cụ thể, chị em thích mơn trớn địa chỉ nào nhất? 2/3 nữ tình nguyện viên khẳng định trực tiếp động chạm điểm C clitoris. Nói về nhịp điệu, hầu hết chị em đều khẳng định thích chuyển động từ tốn, nhịp nhàng và nhắc lại nhiều lần.